Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia. Và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Livestream. Ngày hôm nay, ngày thứ hai, thưa quý vị, ngày đầu tuần và cũng là ngày 1 tháng 4 năm 2019. Trước khi mà gửi đến cho quý vị những bản tin, những sự kiện sôi nổi nhất trong ngày thứ hai hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết như thường lệ. Sáng ngày hôm nay, một bầu trời rất là đẹp, thưa quý vị, bầu trời nắng trong sáng, se lạnh, tạo cho quý vị một cái cảm giác rất là thú vị của buổi sáng sớm. Hiện tại 36 độ và đang có gió Tây Bắc thổi cũng từ 10 cho tới 12 dặm một giờ. Nhưng mà cái cơn gió này sẽ giảm bớt vào buổi trưa và những cái nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai sẽ trở thành những cái ánh nắng rực rỡ vào buổi trưa. Do đó nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là một cái nhiệt độ rất là thú vị cho những ngày đầu mùa xuân. 55-56 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ hai. Buổi tối thì trở lại lạnh 36 độ. Nhưng mà ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục là một ngày rất là đẹp để cho quý vị đi xem hoa anh đào tại thủ đô Washington đang bắt đầu nở rộ. Dù là cái gió Tây Bắc này thổi mạnh trong ngày hôm qua, đã có những cái cánh hoa của hoa anh đào đã bị rơi rụng, nhưng hoa vẫn còn đẹp để mà mời tất cả quý vị thính giả của NPR ở tại những vùng lân cận hoặc là ở những tiểu bang khác đến thăm thủ đô Washington. Và dự đoán thời tiết cho ngày mai, ngày thứ ba, bầu trời vẫn nắng nhẹ nhàng xen lẫn với những áng mây. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 53 độ và buổi tối đỡ lạnh hơn 40 độ. Ngày thứ tư quá đẹp thưa quý vị. Nắng trong sáng, nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ tư 70 độ và buổi tối 49 độ. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu thì bầu trời trở lại nhiều mây và nhiệt độ đều trên 65 độ. Buổi tối của hai ngày thứ năm, thứ sáu thì ở khoảng 55 độ thưa quý vị. Rồi đến thứ bảy thì bầu trời nhiều mây, vẫn âm u, nhưng mà nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ bảy lên tới trên 72 độ và buổi tối cũng một cái nhiệt độ thoải mái cho chúng ta có một giấc ngủ rất là ngon, 55 độ cho tối thứ bảy. Và ngày chủ nhật nhiệt độ lên tới trên 72 độ, nắng trong sáng và buổi tối 56 độ. Thành thử quý vị, chúng ta đã bước thật sự vào những ngày đầu mùa xuân với một cái nhiệt độ nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Lê Ngọc xin chúc tất cả quý vị thính giả một ngày đầu tuần thật nhẹ nhàng, nhiều thuận lợi, hạnh phúc và thật là vui, bình an. Và câu chuyện ngày hôm nay mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị tới hai sự kiện lận, thưa quý vị, về hai nhân vật mà lần này thì thưa quý vị, cựu phó tổng thống Joe Biden, chuyện gì đã xảy ra cho ông? Và tổng thống Donald Trump, ông đã tuyên bố gì trong những ngày cuối tuần? Quý vị vừa mới nghe về cựu tổng thống Joe Biden, sự lên tiếng và thưa quý vị, về một cái hành vi ông bị cáo buộc là thiếu chuẩn mực đối với một phụ nữ. Chuyện này quý vị có nghe thấy có lạ không với lại ông Joe Biden? Thì qua cái lời tố cáo này, ông Joe Biden có bị đe dọa nghiêm trọng nếu mà thật sự ông lên tiếng là ông sẽ ra tranh cử hay không? Và tất cả những cái sự việc này thì theo ông Joe Biden, ông cho biết rằng nhiều năm trong chiến dịch vận động tranh cử và ngay cả trong cuộc đời công chức của ông đã rất nhiều lần nào là bắt tay, ôm hôn, bày tỏ tình cảm. Nhưng ông Joe Biden tin rằng ông chưa một lần, chưa từng hành động không đúng mực. Và một điều mà ông Biden lên tiếng, nếu có gợi ý là tôi đã làm như vậy thì tôi sẽ tôn trọng lắng nghe, nhưng không bao giờ tôi cố ý làm vậy. Dù là ông cựu phó tổng thống Joe Biden đã lên tiếng như vậy, nhưng có bị ảnh hưởng gì hay không sau khi mà ứng viên hàng đầu của bên đảng Dân Chủ, mà hiện nay người trong giới phân tích chính trị đang cho rằng Joe Biden có thể là ứng viên hàng đầu bên phía đảng Dân Chủ, bị cáo buộc như vậy? Tiếp tục, Lê Ngọc sẽ mời quý vị đến với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên với phân tích và nhận định của ông, cũng như lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong những ngày cuối tuần.
ông dọa cắt viện trợ cho các nước Trung Mỹ và dọa đóng cửa biên giới, ảnh hưởng sẽ như thế nào? Đó là câu chuyện những bản tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và sau đây thì tiếp tục Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua những bản tin liên quan đến thế giới và nước Mỹ. Và trước tiên thì thưa quý vị, một bản tin cho chúng ta biết là Trung Quốc lên tiếng tạm ngừng tăng thuế với xe hơi của Mỹ. Ủy ban điều lệ về thuế quan của Trung Quốc đã quyết định là vẫn tiếp tục tạm ngừng vấn đề tăng thuế đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu từ Mỹ. Và theo ủy ban này cho biết, quyết định tạm ngừng tăng thuế từ ngày đầu tháng 4, tức là vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 của năm 2019, để nhằm thực hiện nhận thức chung mà ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Argentina vào tháng 11 của năm 2018, đồng thời tiếp tục để tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo giữa hai nước được dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Ủy ban này cũng nêu rõ thời gian hết hiệu lực của quy định này sẽ được thông báo trong một quyết định khác. Theo các nhà phân tích cho biết, đây là một hành động đáp lại mà họ nhìn thấy một cách tích cực từ bên phía Trung Quốc trước việc Mỹ trong ngày 1 tháng 3 cũng vừa mới tuyên bố tạm ngừng tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỷ Mỹ Kim. Trước đó thì quý vị còn nhớ là hồi tháng 12 của năm 2018, bên phía Trung Quốc cũng tuyên bố tạm ngừng áp thuế bổ sung 25% đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi do Mỹ chế tạo trong vòng 3 tháng sau khi mà hai nước đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát từ giữa năm 2018. Trong đó chúng ta thấy là hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới liên tiếp đáp trả đũa nhau bằng những mức thuế mới. Cho đến nay, tổng lượng hàng hóa của hai nước bị áp mức thuế cao hơn đã lên tới hơn 360 tỷ Mỹ Kim. Và trong cái cuộc gặp tại Argentina vào tháng 11 của năm vừa mới qua 2018, lãnh đạo của hai nước, Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình, nhất trí đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày để thương lượng một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang, căng thẳng. Và trong tuần này, khi mà cái cuộc họp đàm phán xảy ra ngay tại thủ đô Washington, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị để cho chúng ta biết được cái tình hình như thế nào. Và chuyển qua một cái tin tức khác liên quan đến Trung Đông, thì trong tuần vừa mới qua, kể từ sau cuộc chiến tranh 6 ngày từ năm 1967 cho tới nay, thì cái tình hình tại Trung Đông luôn được ví như là một lò lửa chưa bao giờ hạ nhiệt. Khu vực Trung Đông tiềm ẩn rất nhiều điểm nóng và cao nguyên Golan. Đó là một trong những điểm nóng có ý nghĩa chiến lược với Israel, Syria, thế giới Ả Rập và cả nước Mỹ. Và khi mà Tổng thống Donald Trump trong tuần qua tuyên bố cao nguyên Golan thuộc Israel, thì quý vị, lò lửa Trung Đông lại tiếp tục tăng nhiệt vì bước đi mới của nước Mỹ với lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vấn đề cao nguyên Golan. Chúng ta nhìn về vị trí địa chính trị chiến lược của cao nguyên Golan, tại sao lại là một cái tâm điểm căng thẳng giữa Israel và Syria? Cao nguyên Golan rộng 1.800 cây số vuông, nằm chủ yếu ở phía tây nam của vùng Syria, thời điểm trước cuộc chiến tranh 6 ngày. Về mặt địa lý thì cao nguyên Golan chiến lược này nằm kẹp giữa các nước Syria, Israel, Liban và Jordan, kéo dài về phía đông. Từ năm 1967, tên gọi này đã được dùng để chỉ một lãnh thổ khoảng 1.200 cây số vuông, bao gồm phần phía tây của cao nguyên,
Đó là một vùng nhỏ của thung lũng sông Jordan ở phía tây bắc và vùng núi cao ở phía bắc, trải xuống phía đông nam từ núi Hermon. Khu vực này chỉ cách thủ đô Damascus của Syria 60 cây số mà thôi, là một vùng trồng nho rất là nổi tiếng và có nguồn dự trữ nước ngầm mang một ý nghĩa quan trọng tại một khu vực khô cằn của thế giới. Ngày nay, con số người sinh sống tại cao nguyên Golan, thưa quý vị, có khoảng 40.000 người, trong đó một nửa là những người Ả Rập Druzi, coi mình là người gốc Syria, và một nửa kia là những người định cư Do Thái, được chính phủ Israel đưa tới đây tái định cư sau khi chiếm đóng vùng này. Vị trí chiến lược về địa chính trị, quân sự và nguồn cung cấp nước vô giá đối với cả Syria và Israel đã biến cao nguyên Golan này trở nên quý giá và cũng đồng thời trở thành một điểm nóng giữa lò lửa Trung Đông. Từ cao nguyên Golan, bằng con mắt thường của chúng ta, người ta cũng có thể thấy dễ dàng mọi hành động của đối phương. Israel, nhà nước Do Thái duy nhất trên thế giới và có một lịch sử đối đầu khốc liệt với các nước Ả Rập láng giềng. Vì thế, bao năm qua, quyết giữ Golan bất chấp sự phản đối của quốc tế. Và quý vị, Israel và The Golan Heights là gì? Đó là vì cái nguồn gốc rất là căng thẳng giữa hai nước Israel và Syria. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông 6 ngày từ năm 1967, Israel Do Thái đã chiếm đóng khoảng 2/3 diện tích cao nguyên này. Đến năm 1981, Israel đã sáp nhập vùng chiếm đóng trên cao nguyên Golan vào lãnh thổ của họ. Hành động này đã không được cộng đồng quốc tế công nhận và bị chỉ trích. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từng gọi đây là một hành động không thể nào chấp nhận được. Và rồi trở lại, trước tháng 7 của năm 1949, Israel và Syria ký một hiệp định đình chiến, nhưng thỉnh thoảng tại biên giới giữa hai nước vẫn xảy ra chiến sự. Sau khi nghị quyết 242 được Hội đồng Bảo an thông qua vào tháng 11 của năm 1967, trong đó kêu gọi Israel rút quân đội ra khỏi khu vực chiếm đóng, bên phía Israel vẫn tiếp tục chiếm giữ tại đây. Và đến tháng 10 của năm 1973, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hafez al-Assad, Syria đã liên kết với Ai Cập trong cuộc chiến tranh bất ngờ để chống lại Israel. Dưới sự hậu thuẫn của nước Mỹ, Israel đã đẩy lùi liên quân của Syria và Ai Cập. Quân Israel còn vượt qua cao nguyên Golan, tiến sâu vào lãnh thổ Syria và chỉ còn cách thủ đô Damascus gần 30 cây số. Đến tháng 5 của năm 1974, Israel và Syria đạt được thỏa thuận rút quân thông qua sự dàn xếp của Ngoại trưởng Mỹ vào thời đó chính là ông Henry Kissinger. Theo đó, Israel và Syria đồng ý trở lại vị trí đóng quân như trước vụ tấn công. Tháng 2 của năm 1981, Quốc hội Israel đã tiến thêm một bước nữa bằng việc bắt đầu áp dụng luật pháp của mình tại cao nguyên Golan. Hy vọng giải quyết hòa bình cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Israel và Syria sáng lên hy vọng vào năm 1999, khi mà thủ tướng lúc đó là ông Ehud Barak lên cầm quyền và cam kết xúc tiến hơn nữa vấn đề hòa bình với Syria. Tuy nhiên, hy vọng lại bị tắt dần sau khi xảy ra chiến dịch tấn công quy mô rất lớn của quân đội Israel và dải Gaza cuối tháng 12 của năm 2008. Song song với các nỗ lực từ hai nước, thì Liên Hiệp Quốc và Mỹ cũng rất nhiều lần tìm cách để làm trung gian cho một thỏa thuận khu vực đổi đất để lấy hòa bình liên quan đến cao nguyên Golan. Song, sự việc này đều bất thành. Từ đó, thưa quý vị, đã tạo ra một cuộc phiêu lưu ngoại giao mới của Mỹ ở tại Trung Đông. Hãng tin Bloomberg
thì đưa ra một bản tin là chiến lược Đại Trung Đông đã được các thời Tổng thống Mỹ theo đuổi trong rất nhiều thập kỷ ngay tại khu vực này. Washington đã can dự vào rất nhiều điểm nóng ở ngay tại khu vực Trung Đông, từ cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, chiến tranh Iraq, Afghanistan, cho tới cuộc nội chiến đang đi tới hồi kết ở ngay tại Syria. Tuy nhiên, dù sự ủng hộ mạnh mẽ của Tel Aviv, song mấy chục năm qua, chưa có đời Tổng thống Mỹ nào chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên của Golan. Do đó, chúng ta đã thấy tại sao hành động vào ngày 25 tháng 3 vừa mới đây qua lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ký xác lệnh về việc Washington công nhận một cách đầy đủ chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan đã khiến cho Syria, thế giới Ả Rập và cộng đồng quốc tế bất ngờ. Đây đang được xem là một bước đi sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng và còn tiềm ẩn một nguy cơ khiến cho tình hình tại khu vực Trung Đông diễn biến căng thẳng hơn và vẫn tiếp tục là một lò lửa ở tại Trung Đông. Và lời tuyên bố cũng như hành động của Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức, ông đã vấp phải một sự phản đối của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó chúng ta biết chắc chắn Syria là nước đầu tiên, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran, Liên minh châu Âu, EU. Và trong cái tình hình này, Hội đồng Bảo an đã tiến hành họp khẩn vào ngày 27 tháng 3 trong tuần vừa mới qua đây. Tại cuộc họp này, thì các nước ủy viên của Hội đồng Bảo an đều cho rằng quyết định của Washington qua lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp vi phạm hai nghị quyết, đó là nghị quyết 242 và 497 của Hội đồng Bảo an. Và một tin của hãng thông tấn AFP cho biết là việc thừa nhận cao nguyên Golan thuộc quyền kiểm soát của Israel, đó là một quả bom ngoại giao mà Mỹ vừa thả xuống nhằm tìm cách vẽ lại bản đồ Trung Đông. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump, ông cũng có một quyết định gây ra rất nhiều tranh cãi khi mà khu vực Jerusalem bị chiếm đóng tại thủ đô Israel, đồng thời chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố linh thiêng mà người Palestine muốn là thủ đô của họ trong tương lai. Do đó, theo các nhà phân tích, thì bước đi này của Tổng thống Donald Trump sẽ tác động tới toàn bộ khu vực Trung Đông và cũng có thể ảnh hưởng tới cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine vốn đã bị bế tắc lâu nay. Xác lệnh mà ông Trump ký liên quan tới quy chế của cao nguyên Golan cũng được coi đó là một món quà chính trị dành cho Thủ tướng của Do Thái Israel Benjamin Netanyahu. Đó cũng chính là một đồng minh quan trọng nhất của Washington tại Trung Đông trước thềm bầu cử của cuộc bầu cử tại Israel trong tháng 4 này, đó là vào ngày 9 tháng 4 sắp tới. Chúng ta thấy rõ ràng người được thì sẽ có kẻ mất. Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến cao nguyên Golan để cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu và biết tại sao cái quyết định của Tổng thống Donald Trump lại làm cho lò lửa Trung Đông tăng nhiệt. Và thưa quý vị, tiếp theo một bản tin nữa mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trước khi mà luật sư Duyên đến trên làn sóng của NVR, đó chính là liên quan đến Đoàn Thị Hương. Và thưa quý vị, một cái tin vui với một cái nụ cười của một cái gương mặt rạng rỡ của cô Đoàn Thị Hương, chứ không phải là một cái gương mặt mà chúng ta thấy trước đây. Thưa quý vị, cô có thể được thả vào ngày 4 tháng 5. Tin từ Kuala Lumpur, Malaysia. Đoàn Thị Hương, nghi can quốc tịch Việt Nam, trong một cái vụ án phải nói là cũng là một vụ án chấn động truyền thông quốc tế. Đoàn Thị Hương cuối cùng cũng đã được thoát án tử, nhận một bản án 3 năm 4 tháng tù, nhưng có thể được phóng thích vào ngày 4 tháng 5. Đó là tin từ hãng Reuters vừa mới đưa ra. Thì trong phiên tòa diễn ra trong sáng ngày hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 4 giờ của địa phương tại Malaysia,
thẩm phán Asmin Al-Rifin tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau phiên tòa, luật sư của cô, đó là ông Hisham Thipothik, đã nói với phóng viên rằng cô Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 của năm 2019 vì luật pháp của Malaysia cho phép giảm 1/3 thời gian của bản án nhằm tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo. Và luật sư Hisham Thang đã nói rằng cô Đoàn Thị Hương đã ngây thơ và còn cả tin, nhưng cô không phải là tội phạm. Một số nghi phạm của Bắc Hàn trong vụ án này đã khai thác điểm yếu của cô ấy để thực hiện mưu đồ xấu của họ. Và Đoàn Thị Hương, chúng ta cũng đã biết, cô là nghi can duy nhất còn lại trong vụ sát hại anh trai của Kim Jong-un, sau khi một nghi can khác trong vụ này, đó chính là cô Sita Aisyah người Indonesia, đã được trả tự do. Và trong phiên tòa trong ngày 1 tháng 4 hôm nay, lần đầu tiên có sự tham dự của cha của Đoàn Thị Hương, đó là ông Đoàn Văn Thạnh. Và thưa quý vị, tất cả những sự kiện và những tin tức liên quan đến pháp lý, Lê Ngọc cũng sẽ mời luật sư Duyên đến để mà phân tích cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR trên làn sóng của đài phát thanh FM 100.3 HD2 với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, ngày đầu tuần thì có quá nhiều những tin tức dồn dập, thì chúng ta bước vào để mà tường trình đến cho quý vị thính giả những cái tin mới nhất đi thưa luật sư Duyên. Tổng thống Donald Trump, ông tuyên bố rằng ông sẽ đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Mexico, rồi nào là cắt viện trợ cho các nước Trung Mỹ, thưa với luật sư Duyên. Với những cái lời tuyên bố như vậy, thì luật sư Duyên nghĩ là cái ảnh hưởng nó sẽ như thế nào về cả vấn đề giữa chính trị, ngoại giao và kinh tế? Vì cái bản tin mà trong những ngày cuối tuần nói đến rất là nhiều là chính phủ của Tổng thống Donald Trump lên tiếng cắt viện trợ cho các nước, trong đó Lê Ngọc thấy có El Salvador, Guatemala và Honduras, khi mà Tổng thống lên án là các nước Trung Mỹ này đưa di dân tới Mỹ và đe dọa đóng cửa biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Rồi con số người mà xin tị nạn từ ba nước này tìm cách vào Mỹ từ biên giới phía Nam cũng đã gia tăng. Thành thử Tổng thống Donald Trump nhắc đến những cái số tiền mà lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim mà đã hỗ trợ cho ba nước này. Họ không dùng cái số tiền này cho nó đúng để mà ngăn chặn được những người tị nạn bất hợp pháp. Nhưng mà những cái tin mà Lê Ngọc theo dõi thì thấy là những cái số tiền mà nước Mỹ hỗ trợ thì không phải là đưa thẳng cho chính phủ của ba nước này, mà họ đưa cho những tổ chức gọi là NGO, những tổ chức mà để mà có thể giúp cho những cái người di dân này. Thưa với luật sư Duyên, thì qua cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, cái ảnh hưởng nó sẽ như thế nào thưa luật sư Duyên? Cái việc mà đóng cửa cái biên giới Mỹ với Mexico, rồi đồng thời là cắt cái viện trợ cho ba cái nước mà trong những cái chương trình anh em mình vẫn nói là Cộng hòa Chuối đó, Banana Republics đó, nó đặt trên một cái tiền đề mà giống như hồi nãy Lê Ngọc mới vừa nói đó, tức là Tổng thống Trump và nhiều người tin rằng là những cái chính phủ như là El Salvador, Guatemala hay là Honduras đó, họ đưa người tới Mỹ để phá nước Mỹ hay sao đó. Cái đó là một cái niềm tin, một cái nền tảng của một cái niềm tin nó sai lầm. Bây giờ mình nhìn qua bên Venezuela đi, đâu có ai muốn tự nhiên bỏ cái đất nước mình rồi chạy ra đi, thì cũng vì cái sự hỗn loạn nào đó mà do những cái công việc làm ăn của mấy nước lớn mà. Thì khi mà mình tới nước người ta, mình là buôn bán mua dầu lửa, rồi bắt đầu mình mới mướn những, nghĩa là mình bỏ tiền ra, mình hối lộ để mà mình được làm ăn cho dễ dàng mà. Nó tạo ra một cái nhóm chuyên môn bóc lột người khác, rồi thì có cái nhóm chống đối. Thì từ mấy ông tổng thống như là thân Mỹ trước, khi bị chống đối thì nó mới đẻ ra những cái quái thai như là ông Hugo hay là ông Maduro bây giờ. Nó làm cho cái đất nước của người ta nó cạn kiệt, nó
một cái đất nước giàu như vậy mà vẫn không có không không có tiền để mà đưa cho dân xài, nghĩa là để mà dân có thể ổn có công ăn việc làm ổn định nữa. Thì mình thấy trước mắt bây giờ của mình là Venezuela, thì El Salvador, Guatemala, Honduras cũng y hệt như vậy. Cái tên Cộng hòa Chuối có là bởi vì những cái công ty của Mỹ khi tới những đất nước đó đó là nhập cảng chuối. Nhập cảng chuối có nghĩa là sau đó là thuê đồn điền, thuê chủ đồn điền hối lộ rồi nhà cầm quyền, rồi sau đó là sử dụng nhân công. Thì lúc mà có đồng tiền rồi mà có tham nhũng rồi đó thì bắt đầu buôn ma túy vân vân, rồi những cái tay mà buôn ma túy đó nó mới bắt đầu nó uy hiếp người ta, nó cướp của, nó hãm hiếp, nó giết người, cuối cùng người ta phải dẹp bỏ hết, người ta khăn gói người ta chạy. Đó là một cái nó, lịch sử nó là như vậy. Mà bây giờ chúng ta không muốn nhìn lịch sử, chúng ta không có muốn cái sự thực. Chúng ta cứ đặt tiền đề là hễ mà cúp cái tiền viện trợ muốn tiền viện trợ của chúng tôi đó thì phải ngăn cái người tị nạn. Hỏi những cái NGO như là Lệ Ngọc mới nói đó, tức là những cái tổ chức mà không có dính dáng gì tới chính phủ đó, họ lấy cái gì mà họ cản cái người tị nạn? Thành ra càng cúp tiền thì cái thật tình chỗ nó cũng chả ăn nhầm gì tới cái xã hội đó. Cái số tiền mà Mỹ bỏ vô cái một cái xã hội hỗn loạn như vậy đó, như là muối đổ biển như vậy, rồi cái là bây giờ mình nói là mình cúp tiền viện trợ, cứ cứ cái lối cái suy nghĩ là cúp cái không có tiền đó thì người ta sẽ nghe lời mình. Cái đó là cái lối suy nghĩ nó sai lầm của mấy cái đứa con nít mà nó lớn lên nó được hưởng những cái lợi thế, mà nó luôn luôn nó nghĩ như thế. Nhưng mà cái nền tảng đó nó đã sai lầm rồi thì có làm tiếp tục như thế nào thì cũng sai thôi. Rồi bây giờ đóng đóng cửa biên giới với lại Mỹ, chúng ta cục một lần nữa, bây giờ mình thí dụ tôi là tổng thống Mỹ, ông có mở cửa biên giới hay là ông không mở, ông có đóng cửa hay là ông mở cửa gì đi nữa đó, tôi không có cản được cái số người từ những nước Cộng hòa Chuối đó họ tràn qua chứ, họ tràn qua tới Mỹ, họ đâu có chịu ở lại Mỹ đâu. Cũng giống như Việt Nam mình đó, hồi xưa mà đi qua tới Indonesia, đi tới Ma Bi Đông, đi tới Thái Lan đâu có muốn ở lại mấy nước đó đâu, mình cũng muốn đi tới tới Mỹ. Thì y hệt như mấy cái người này, bây giờ người ta đã khổ tới tận cùng rồi, bây giờ muốn giết thì thôi cứ giết đi, chúng tôi vẫn đi tới Mỹ. Và đó là cái nó mới thách thức cái leadership, cái lãnh đạo và cái chính sách của Mỹ như thế nào. Cho nên càng làm càng bậy, nó cũng 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 y hệt như vậy thôi. Bây giờ đóng cửa biên giới Mỹ thì đây là cái kết quả nè. Khi tổng thống nói đóng cửa có nghĩa là những cái con đường qua lại chính thức do những người cầm visa để mà đi qua đi lại mà làm ăn buôn bán với Mỹ đó cũng bị cấm luôn. Mà nếu mà cũng bị cấm luôn thì nó thiệt hại. Chúng ta biết là cái kinh tế giữa Mỹ với Mỹ đó mỗi một ngày thôi là khoảng 1 tỷ đô la. Một năm đó Mỹ với lại Mỹ cái sự mà buôn bán qua lại mà qua cái ngõ đường biên giới thôi đó nó vào khoảng tới 300-400 tỷ lận. Thành ra đóng cửa một ngày có nghĩa là 1 tỷ mất. Mất mà mất như vậy có nghĩa là mất hai chiều. Cho nên bây giờ mỗi một lần mà tổng thống lên cơn điên thì tổng thống muốn làm gì thì tổng thống làm, không hỏi han ý ai hết. Và bên chung quanh tổng thống đó thì lại càng ngày những cái người mà có cái khả năng, có cái trí tuệ đó thì người ta bỏ người ta đi, người ta không muốn ở với tổng thống nữa. Còn lại toàn là những cái người quyền cơ mà, quyền chánh văn phòng rồi quyền bộ trưởng này, quyền bộ trưởng nọ. Thì cái tay Mick Mulvaney cũng lại là một cái tay quyền chánh văn phòng để mà thế ông tướng John Kelly đó. Bây giờ tổng thống nói cái gì đó thì cứ đi ra cũng là có một cái nhiệm vụ duy nhất là thổi một cái bài càng ma để mà ca tụng tổng thống thôi. Cho nên từ cái sai của chính sách này nó dẫn tới cái sai của chính sách khác. Do đó chúng ta đang sống vào một cái thời đại mà thứ nhất những cái biến cố nhỏ đó qua cái quyết định của tổng thống nó trở thành cái biến cố lớn. Mà tại sở dĩ tổng thống phải làm như vậy là bởi vì tổng thống muốn mỗi một lần mà đứng trước một cái đám điên cuồng mà vỗ tay để mà tung hô mình, tung hô vô tội vạ đó, thì tổng thống
cứ phải nói theo cái để nói để mà khách sách động cái nhóm điên cuồng đó. Cho nên nói rằng là chưa có tổng thống nào mà dám cúp viện trợ của mấy nước kia, chưa có tổng thống nào mà dám đóng cửa cái kiểu đó. Thí dụ nói mà nói cái kiểu đó thì được hoan hô vạn tuế. Donald Trump bây giờ chỉ nhờ những cái tiếng hoan hô vạn tuế như vậy đó để mà ngủ qua đêm thôi, chứ đêm nào cũng táo bón, đêm nào cũng mất ngủ, cần những cái tiếng hoan hô vô tội vạ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái chính sách càng ngày càng sai lầm, càng ngày càng xa lầy. Ngay cả cái vấn đề mà xây bức tường đi nữa, xây bức tường cũng không có cản trở được, cũng không có giải quyết được bất kỳ một cái vấn nạn gì về di dân, về tất cả những cái hỗn loạn chung quanh chúng ta. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái câu chuyện mà với cái lời tuyên bố đe dọa của Tổng thống Donald Trump đó, thưa quý vị, thì đã bắt đầu từ ngày cuối tuần vừa mới qua đây, khi mà ông được giới phóng viên báo chí hỏi ngay tại Mar-a-Lago, Florida, thì Tổng thống đã trả lời rằng là chúng ta sẽ đóng cửa biên giới trong một cái thời gian dài mà tôi không có giỡn đâu đó nha, thưa quý vị. Luật sư Duyên thì nói là Tổng thống Donald Trump ông luôn tuyên bố một cách hùng hồn như vậy thôi, nhưng mà lần này ông còn nói thêm là ông không có giỡn đâu đó. Nhưng mà không biết sự thật nó có xảy ra hay không, vì Tòa Bạch Ốc đã không lập tức trả lời những cái câu hỏi là thật sự những cái hành động, những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump có áp dụng vào ngay cả cho việc vận chuyển hàng hóa hay là di chuyển bằng phi cơ hay là không. Nhưng mà một cái trước tiên, thưa quý vị, cái ảnh hưởng là việc đóng cửa ảnh hưởng rất là nặng tới những cộng đồng mà những người dân họ sống dọc theo biên giới từ San Diego cho tới phía miền nam của Texas, rồi những cái siêu thị mà họ bán rau quả, trái cây từ Mexico, những cơ xưởng họ trông cậy vào và phụ tùng nhập cảng cùng với những doanh nghiệp khác trên khắp nước Mỹ. Cái số tiền và trị giá đó, thưa quý vị, giữa cái sự giao dịch thương mại giữa Mỹ và Mexico lên tới khoảng 1,7 tỷ trị giá hàng hóa mỗi ngày. Đó là những cái con số mà từ phòng thương mại Mỹ họ đưa ra. Với cái con số này thì thưa quý vị, đó là một tai họa kinh tế và còn đe dọa khoảng 5 triệu việc làm ở Mỹ. Một cái điều mà thưa với luật sư Duyên, ngay sau khi cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump thì tại một cuộc vận động ở ngay tại tiểu bang Texas ở El Paso, ứng viên tổng thống của bên phía đảng Dân Chủ mà chúng ta đã nghe tới trong những ngày, trong những tuần vừa mới qua, đó là ông Beto O'Rourke, thì ngay lập tức ông đã lên án chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump là một loại chính trị gây ra một sự lo sợ và một sự chia rẽ. Thì qua cái lời tuyên bố của ông Beto O'Rourke này, luật sư Duyên có một cái cảm nhận như thế nào? Có thật sự đó là một sự lo sợ và một sự chia rẽ hay là cho một chính sách an ninh cho nước Mỹ, thưa luật sư Duyên? Thì cái vấn đề an ninh cho nước Mỹ chúng ta đã phân tích nhiều lắm rồi. Yes, mình biết là cái số lượng mà cái người bất hợp pháp mà tràn qua đó thế nào cũng gây cái xáo trộn. Nhưng mà nếu mà đã gây cái xáo trộn đó thì mình nhìn lại cái thống kê đi. Thống kê là năm 2018, 2019 là những cái năm mà cái số người bất hợp pháp chạy qua đây đó xuống thấp nhất. Nó xuống thấp nhất có nghĩa là những cái gì mà mình đang làm đó hình như nó có cái dấu hiệu thành công. Tại sao mình không tiếp tục cái con đường đó? Chúng ta nên nhớ là trên cả cái thế giới này, năm ngày nào, tháng nào, năm nào cũng có những cái người di dân hết. Ở bên Âu Châu vì cái nạn di dân mà không có kiểm soát nổi, nó mới xảy ra cái chuyện mà Brexit ở bên 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 Âu Châu đó. Vậy thì những cái người mà thật sự nhìn được cái chiều dài lịch sử đó, người ta sẽ nói rằng là như vậy thì làm sao để mà gọi là cái dòng người di dân nó cũng giống như là một cái dòng nước lũ vậy đó. Thì làm sao biến cái dòng nước lũ đó trở thành ra những cái nguồn tốt cho một cái quốc gia? Thì chúng ta hiểu rằng ngay cả muốn điều hành cái Mar-a-Lago hay là muốn điều hành cái sân golf của Donald Trump đi nữa đó cũng phải cần có những cái người bất hợp pháp nữa. Công ty Donald Trump mướn người bất hợp pháp rất là nhiều. Bây giờ thí dụ đuổi hết mấy cái người đó đó
tìm những cái người da trắng mà gọi là học giỏi, mà một cái người da trắng mà học giỏi thì có ai chịu mà đi làm mấy cái job mà Donald Trump muốn hay không, để làm với cái lương tối thiểu như vậy hay không? Mà cái đất, cái nước Mỹ này là nếu mà mình nói về đất đai đó là mình mênh mông. Có thể nếu mình so với Trung Quốc hay là mình so với Nga đó thì mình đo cái diện tích đó thì rộng không có bằng, nhưng mà cái đất mà xài được, cái đất mà để cho người ta sinh sống phát triển được đó, mình nhiều hơn những cái nước lớn hơn mình như là Nga hay là Úc hay là Trung Quốc chẳng hạn, là mình lớn hơn, mà đất mình có thừa, công ăn việc làm mình dư. Những cái nếu mà giả sử mà mình nhìn được cái dòng lũ của những cái người mà di dân đó, mà mình làm sao điều hòa được cái sức gia nhập vào biên giới và mình điều chỉnh những cái chương trình của mình đó, thì chính những người di dân là những người làm cho nước Mỹ càng lúc càng giàu. Cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó là một cái chứng minh rất là rõ. Cộng đồng Cuba là một chứng minh rất là rõ. Mỗi một lần có một cái điều như vậy đó thì cái người da trắng, đối với cái góc nhìn của người da trắng thì họ không vui, cái đó mình hiểu, là họ thấy rằng là dần dần, ủa nếu mà đủ thứ sắc dân trên thế giới tới đó thì chúng ta trở thành là thiểu số sao? Họ không vui, mà chính vì họ không vui cho nên mới có những cái choảng nhau, và vì có những cái choảng nhau mới có cái chương trình da trắng cực đoan. Chứ còn nói mà thật sự đó, mà nói rằng là không có di dân đó thì chúng ta nghĩ làm sao về mấy người da đỏ? Hồi tụi tôi đất này là đất của tụi tôi, mấy ông tới tụi tôi trở thành thiểu số, rồi mấy ông tới một ồ ạt từ Ý, từ Anh, từ Pháp, mấy ông tràn qua ào ào cho tới tới chúng tôi mới gần như là bị tiêu diệt. Rồi sau đó mấy ông Mỹ trắng qua đó không có đủ người để mà phát triển, để mà bảo vệ cái nước Mỹ này, từ từ mới có những cái đợt như người người Trung Quốc qua, rồi người này người nọ qua. Cái nước Mỹ bây giờ thực sự mới có 330 triệu dân thôi đó, là nó còn đất nó còn rộng kinh hoàng lắm, tài nguyên nó còn kinh hoàng lắm, và nhất là vì 330 triệu người tới đó toàn là những cái đầu óc tinh hoa của cái thế giới này không, cho nên thật sự nước Mỹ này không phải là của người da trắng, nước Mỹ này là thế giới, we are the world. Thành thành ra nếu mà nhìn được cái điều đó đó, và nhìn được cái chuyện là cái tệ cái nạn di dân đó là một cái chuyện, một cái hiện tượng tự nhiên của cái địa cầu, của cái trái đất này đó, thì chúng ta sẽ có một chính sách rất là đẹp, rất là hay, và nước Mỹ tiếp tục đứng vào cái vai trò lãnh đạo vì cái tính nhân bản của nó. Còn cứ tối ngày Trung Quốc thì đi tới đâu đổ tiền ra để mua quyền lực mềm, còn mình đi đâu cứ nói rằng là nước Mỹ trên hết, cúp tiền viện trợ, hù dọa. Có hù dọa đi nữa có giải quyết được vấn đề không? Cái đó mới là câu hỏi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, vị luật sư Duyên nói là hù dọa, đe dọa của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy Lê Ngọc nhớ lại là hơn 2 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã nhiều lần tuyên bố là ông sẽ đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Mexico, nhưng mà cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta vẫn chưa thấy cái sự việc đó xảy ra. Và cái đáp trả, cái phản ứng lại mà Lê Ngọc thấy là nào là từ ông Bộ trưởng Ngoại giao của Mexico, đó là Marcelo Ebrard, thì ông này cũng đã Twitter ngay lập tức là Mexico không có hành động dựa trên những lời đe dọa đâu, thưa quý vị. Rồi ngay cả cái việc mà đóng cửa biên giới, nếu thật sự như lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thì một người mà đứng đầu tổ chức kinh doanh tại Tijuana, Mexico đó, thưa quý vị, đã phản ứng ngay lập tức về cái lời đe dọa này. Thì ông ta đã trả lời rằng là cái điều trước tiên là chúng tôi cũng phải xem xét lại những cái khoản lỗ trị giá lên tới hàng tỷ Mỹ kim. Rõ ràng là Tổng thống Trump nói mà không lường trước những cái hậu quả. Rồi ngay cả trước đó một ngày thì Tổng thống Mexico Andrés Manuel Obrador đó, thưa quý vị, cũng nói rằng là giải quyết cái vấn đề nhập cư bất hợp pháp đó chính là một vấn đề chính giữa Mỹ với lại các quốc gia Trung Mỹ. Để mà kết cái vấn đề này thì cho tới ngày hôm nay, sau lời đe dọa tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy là Tổng thống chưa có thành công trong cái việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thắt chặt luật về người tị nạn, cũng ngay cả cái vấn đề mà thông qua cái số tiền, cái quỹ để mà xây bức tường ở biên giới. Và từ cái sự kiện này thì
Lê Ngọc lại thấy trong sáng ngày hôm nay, thưa với luật sư Duyên, là một thẩm phán đã bác lệnh của Tổng thống Donald Trump cho cái vấn đề mà thuê khai thác dầu khí ngoài khơi. Và thẩm phán này là một thẩm phán liên bang ở ngay tại Alaska, thì đã lật ngược lại cái nỗ lực của Tổng thống Donald Trump để mà mở đi những cái vùng biển rộng lớn ở Bắc Cực và Đại Tây Dương để cho thuê khai thác dầu khí. Với cái tuyên bố của thẩm phán ở ngay tại Alaska, thì cái sự việc này không biết nó như thế nào, không biết là luật sư Duyên có ghi nhận được ở cái sự kiện này hay không ạ? Cái sự việc mà bảo vệ hàng triệu cái dặm vuông ở cái vùng biển gần Bắc Cực, ở cái phía bên Alaska với lại cái phía biển mà phía Bắc nước Mỹ đó, ở bên Đại Tây Dương, tức là phía miền Đông đó, là thứ nhất để mà bảo vệ những cái vùng biển mà nó, mình dùng cái chữ pristine, tức là cái những cái vùng biển nó gần như là nó còn trinh khiết, chưa có bị phá, bị cái sinh hoạt của loài người phá đó, nghĩa là làm khuấy động đó. Thì lúc đó là Tổng thống Obama ra cái lệnh đó cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái tài nguyên của Mỹ, bảo vệ cái môi trường. Thì bây giờ Tổng thống Trump nói là không, bây giờ không có bảo vệ mấy cái vùng đất đó nữa. Bây giờ ra lệnh là hủy bỏ cái sự bảo vệ của Tổng thống Obama, và cho phép các cái hãng xăng dầu có quyền đi vào trong đó ký hợp đồng với Mỹ để mà khai thác xăng dầu. Cái vấn đề mà lý luận là nên bảo vệ hay là không nên bảo vệ thì thôi, mình cái đó tùy cái góc nhìn của mỗi phía, mình chỉ nói về cái vấn đề pháp lý thôi. Sở dĩ mà cái bà thẩm phán ở Alaska mà Lê Ngọc mới vừa nêu cái tin ra đó, mà bà ra cái lệnh, bà nói là bà cấm, không có cho những cái công, người ta cấm cái lệnh của Tổng thống Donald Trump đó, thì bà dựa theo một cái luật, mà cái luật đó nó cũng ít được sử dụng tới, nó cũng hơi mơ hồ đó. Tức là chưa có cái tiền lệ nào mà một ông tổng thống trước ra lệnh rồi ông tổng thống sau quật ngược lại, đặc biệt là về cái vấn đề mà những cái khoảng đất mà được bảo vệ đó. Thành ra bà nói là bà ngưng cái lệnh của Tổng thống Trump không có cho khai thác dầu khí, là bởi vì nếu mà giả sử muốn mở lại những cái vùng đó để mà cho các công ty khai thác dầu khí đó, thì cái việc mà mở lại đó phải là do Quốc hội. Thành ra bây giờ có hai cái lý luận khác nhau. Một lý luận nói rằng là nếu mà ông Tổng thống trước mà ông bảo vệ thì ông Tổng thống sau tại sao không có quyền hủy bỏ cái lệnh đó. Một cái bên khác thì nói là khi mà cái lệnh bảo vệ mà đã được ban hành rồi đó, mà bây giờ muốn thêm cái phần đó vào những cái vùng đất mà được quyền khai thác xăng dầu hay là than đá vân vân đó, thì cái đó phải là cái quyền của Quốc hội, bởi vì chỉ có Quốc hội mới ra được cái lệnh là cho khai thác thôi. Hai bên đều có cái lý của mình hết. Thì ngay bây giờ ở cái tòa thấp nhất là cái tòa ở Alaska, là cái tòa liên bang ở Alaska đó, thì cấm rồi thì chắc chắn là không có làm gì được rồi đó. Bên phía bên tòa Bạch Ốc chắc chắn sẽ khiếu nại lên trên, thì cái đơn khiếu nại phải nộp vào trong cái tòa Ninth Circuit, cái tòa số 9 ở San Francisco. Chúng ta biết là cả nước Mỹ chỉ có một số tòa về để mà khiếu tố thôi, thì cái tòa số 9 ở San Francisco đó, cái power, cái jurisdiction của nó đó, nó bao gồm luôn cả cái tiểu bang Alaska, cho nên sẽ đưa lên cái tới tòa số 9. Bây giờ thắng hay thua gì ở tòa số 9 không biết, nhưng mà nếu mà thắng hay thua gì thì cái cuối cùng cái câu hỏi là ai là người có quyền gọi là cho phép khai thác những cái mỏ dầu trong những cái vùng đất mà đã bị cấm đó, ai có cái quyền đó. Một ông tổng thống có quyền quật ngược cái lệnh của ông tổng thống trước không, hay là chỉ có Quốc hội mới làm được việc đó đó? Chắc chắn cái câu này nó dần dần nó sẽ lên tới cái tối cao pháp viện, thì chúng ta phải chờ xem như thế nào. Đó là vấn đề. Dạ vâng, thưa quý vị, cái quyết định của bà thẩm phán ở Alaska thì bà vừa mới được đưa ra trong cuối ngày thứ sáu thôi. Sharon Gleason thì để giữ nguyên vẹn những cái chính sách của cựu tổng thống Barack Obama là ngăn không cho thuê khai thác dầu ở biển Truckee ở vùng Bắc Cực.
mà luật sư Diên vừa mới gửi đến cho quý vị. Đây là một cái phần của biển Beaufort ở Bắc Cực và là một cái diện tích rất là lớn ở Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ đông của Mỹ. Một cái điều mà Lê Ngọc thấy rất là ngạc nhiên, thưa luật sư Diên, hình như là Tổng thống Donald Trump, ông không hề ưa cựu Tổng thống Barack Obama đâu. Bất cứ một cái chính sách nào của ông Obama là Tổng thống có một cái nỗ lực để mà bãi bỏ ngay lập tức, không có gọi là suy diễn hay là suy ngẫm xem những cái vấn đề lợi hại từ vấn đề nào là cho ảnh hưởng đến vấn đề biến đổi khí hậu hay là ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề như là những cái chương trình sức khỏe cho những người dân Mỹ. Điều này luật sư Duyên chắc là không có ngạc nhiên lắm đâu, phải không ạ? Bởi vì cái chữ mà hình như của Lợi Ngọc đó không phải là chữ hình như đâu, cái đó chắc chắn. Yes, không có ngạc nhiên đâu Lợi Ngọc. Chẳng hạn tổng thống mới vừa lên, cái chuyện đầu tiên hết là Obama cấm những người bị bệnh tâm thần không được mua súng, thì cái là với cái lòng mà ghét Obama cộng thêm là bên hội súng gọi là thúc mà muốn làm một cái điều gì đó để cho hội súng thấy là mình cũng là tổng thống ngon lành, mà là lập tức nói rằng là dẹp bỏ cái chuyện đó, không có cần phải gọi là kiểm soát bệnh tâm thần gì hết, ai cũng có quyền mua súng cả. Thì cái đó là cái thói quen của Donald Trump rồi, thì không có phải là hình như nữa, mà chắc chắn là Donald Trump biết mình chắc không biết ngồi được 4 năm hay 8 năm, nhưng mà tất cả những cái công trình gì mà Obama làm đó thì Trump phải phá cho bằng được. Còn nếu mà những cái điều mà không phá được đó thì phải gom về, phải nhận là cái công của mình. Chẳng hạn cái nền kinh tế lên liền trong 8 năm dưới thời Obama, nhìn vào trong cái biểu đồ mình thấy nó lên thẳng một đường đó, thì bây giờ không có phá được cái chuyện đó, dám phá kinh tế không? Chắc không dám đâu. Cho nên mình vơ vào, mình nói là từ cái lúc mà tôi mới vừa là nhận job thôi đó, là công ăn việc làm giảm rồi, các hãng xưởng lên. Khi người ta hỏi là mới tháng trước đây nói là cái số của Obama giảm rồi, bây giờ tại sao nói số đó là thật? Thì lúc đó là cái ông Sean Spicer, cái ông mà báo chí của Donald Trump đó, nói cái số đó mà dưới thời Obama sẽ là số fake, là số giảm, nhưng mà tới giờ số đó trở thành thiệt rồi. Nói những cái câu trân tráo cà chớn như thế đó thì chỉ có chủ thuyết của Trump nó mới có được những, nó mới sinh sản ra những cái nhân vật mà ăn nói một cách mà gọi là vô liêm sỉ cỡ như Sean Spicer và cỡ như Sarah Sanders bây giờ mà thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, khi mà đưa những cái tin tức, những cái sự kiện, những cái phát này đó thưa với luật sư Duyên, thì những cái điều mà chắc là quý vị cảm nhận được rõ ràng là Tổng thống Donald Trump, ông muốn lật ngược tất cả những cái thành tựu của cựu Tổng thống Barack Obama trong 8 năm vừa mới qua. Nào là từ cái chương trình hạt nhân của Iran, rồi vấn đề môi trường, sự biến đổi khí hậu. Tất cả những cái chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama đều bị lật ngược trở lại. Cái điều này chúng ta không biết là còn một năm, hơn một năm rưỡi nữa, thì những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump nó sẽ như thế nào trong cái sự kiện này. Một cái nhân vật khác mà thưa với luật sư Duy mà Lê Ngọc gửi đến ngay trong những cái giây phút đầu của bản tin ngày hôm nay, khi mà Lê Ngọc chưa có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, thì đó là cái lời cáo buộc của cựu phó tổng thống, đó là ông Joe Biden. Khi mà nói đến ông Obama làm Lê Ngọc nhớ đến ngay cái tin tức của ông cựu phó tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, là ông đã bị cáo buộc là có những cái hành vi khiếm nhã. Thành thử ngay trong ngày hôm qua thì ông Joe Biden đã tuyên bố rằng là ông tin ông là một người chưa từng có những cái hành động không đúng mực, sau khi có một người phụ nữ cáo buộc rằng là ông đã khiến cho bà cảm thấy không thoải mái khi mà hôn bà tại một cái sự kiện năm 2014. Thì điều này luật sư Duy nghĩ như thế nào về ông Joe Biden với những cái cá tính mà hầu như người dân Mỹ đều biết đến ông Joe Biden là một người rất là nhẹ nhàng, thưa với lại luật sư Duyên, và biết tôn trọng, biết lắng nghe. Ngay cả trong cái lời tố cáo của cái bà đó là bà dân biểu ở bên Nevada, ngay cả trong cả cái lời tố cáo của bà đó,
mình nghe mình cũng thấy nó là ông ấy hôn trên đầu tôi. Quý thính giả, thí dụ mình nói là cái người mà gọi là có một cái gì mà bẩn thỉu đó thì mình biết rồi. Mình muốn biết cái một cái người nó bẩn thỉu cỡ nào đó thì mình chỉ cần lắng nghe lời của tổng thống vĩ đại của chúng ta thì chúng ta biết rồi. Mình hễ mà mình là siêu sao là mình chụp chỗ nào mình cũng chụp hết đó. Đó là cái mà một cái con người bẩn thỉu. Mình nghe một cái người siêu sao đó thì người siêu sao đó sẽ nói rằng là con gái tôi coi vậy chứ trời ơi tôi tiếc quá, nhỏ này nó ngon quá mà tôi tiếc, tôi là cha nó, tiếc là tôi đang có vợ đó. Mình hãy nghe những cái lời đó. Rồi mình nghe cái bà này bà tố cáo thì bà lại nói là tôi ổng hôn lên tóc tôi, trên đầu tôi, trên tóc tôi. Tới đó mình ngưng đi, tại vì khi tất bây giờ mình nếu mà mình muốn nhìn góc nào, mình muốn bôi nhọ người ta mình cũng bôi nhọ hết đó. Mình nhớ cái ông thượng nghị sĩ Al Franken của đảng Dân Chủ đó, là ổng đi trong một cái chuyến đi, ổng cái lúc đó cái người nữ ký giả ngủ nằm ngủ say sưa, ổng quay lại ổng giơ hai cái tay gọi là chụp cái hình, gọi là chụp cái hình tếu, tức là ổng quay lại ổng không có đụng tới cái ngực của cái cô đó nhưng mà ổng giơ hai tay lên mà ổng còn quay lại ổng cười nữa thì người ta chụp một bức hình. Chỉ vì bức hình đó mà ông nói thôi thì như vậy thì tôi từ chức. Thực sự ra nếu mà mình hỏi những cái người mà đi làm công tác, những cái người đi làm, những người ký giả đi trên đường lúc mà ông Al Franken ông làm cái đó đó, ông chưa là nghị sĩ hay là sao đó, hay là ông là nghị sĩ rồi tôi cũng quên rồi, nhưng mà những cái hành động đùa mà đùa không có không không có đàng hoàng như vậy, mà mình là nghị sĩ mình cũng còn văn chức nữa, trong khi tổng thống là trên trời dưới đất trăng sao mây gió ai cũng bị văn hết á. Còn có nhiều người dân chủ cũng vậy, cộng hòa cũng vậy, có người thì mất chức, có người thì tự tử chỉ vì những cái điều đó. Còn tổng thống cứ cân cân lên mặt tôi là siêu sao, mà bây giờ tôi đứng ra giữa New York mà tôi bắn vô mặt người ta, cũng có một cái lũ điên nó đi theo tôi nó bầu cho tới giờ cuối mà, thì tại sao tôi phải từ chức? Cho nên mỗi một lần nghe như vậy đó là tôi là thật sự buồn nôn muốn ói ra luôn. Tôi nói rằng là hình như cái nước Mỹ này nó còn có một cái phần ba nào đó nó lên đồng tập thể rồi, nó bị u mê rồi, nên cho nên ra nó nhìn trước mắt nó đó mà thật sự chưa chắc họ đã u mê. Bây giờ tôi nhìn kỹ lại đó là những cái tên mà làm việc với Donald Trump cỡ như là Steve Bannon đó, nó cũng chửi Donald Trump nát hết trơn á. Nhưng mà phải có cái thằng ngu như Donald Trump nó mới thực hiện được những cái hướng mà gọi là da trắng cực đoan của nó. Cho nên những cái người làm việc với Donald Trump bước ra thì quý thính giả đã nghe rồi, từ những con người vô cùng đứng đắn cũng chửi, những cái đứa mà gọi là cà chớn cũng chửi, ai cũng chửi cả. Nhưng mà sở dĩ Donald Trump còn cần thiết là bởi vì chỉ có những cái thằng như thế này nó mới đưa ra cái thuyết gọi là da trắng cực đoan, nó tiếp tục cái con đường của mình thôi. Thành ra đối với cái da trắng cực đoan đó tôi còn hiểu, còn đối với da màu mà cuồng Trump thì thôi cái đó hết thuốc chữa rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Những cái điều mà Lê Ngọc thấy là những cái dư luận mà người ta nói đến với lại ông Joe Biden, ông cựu phó tổng thống đó, thì thưa quý vị, nó có hai cái luồng dư luận, nhưng mà một cái dư luận nó mạnh mẽ nhất, nó nói là đó là một cái phong cách rất là gần gũi và tình cảm của ông Joe Biden, một cái điều không xa lạ với rất nhiều người quen biết ông Joe Biden. Thì họ nói đến là ông thường hay có những cái cử chỉ thân mật, nào là ôm vai rồi thì thầm vào tai, hay là bóp vai một người phụ nữ một cách rất tự nhiên trong những cái sự kiện công cộng, thậm chí là trước những cái máy quay video của các giới truyền thông nữa, thưa quý vị. Nhưng mà hiện nay trong những cái năm vừa mới qua đây, một cái điều mà quý vị và luật sư Duyên chúng ta thấy trong một cái tình hình là ngay cái vấn đề mà quấy rối tình dục và cách hành xử trước công chúng đối với phụ nữ đang được đẩy cao tại Mỹ, với cái phong trào Me Too này đi, có quá nhiều nhân vật họ đã bị lên tiếng, họ đã nói về cái vấn đề này. Thì không hiểu là những cái điều này nó có ảnh hưởng đến, nếu thật sự ông Joe Biden ông lên tiếng, ông chính thức bước vào cái chiến dịch tranh cử cho tổng thống năm 2020 hay không, hay là với những cái lời cáo buộc của cô phụ nữ này đó, thưa với lại luật sư,
cựu thành viên của nghị viện của tiểu bang Nevada, bà Lucy Flores, thì cái điều này có thể là một cái phản ứng ngược hay không, hay là người ta lại nghĩ đây cũng là một cái trò chơi chính trị giữa Cộng hòa và Dân chủ? Thực sự ra thì cái lời tuyên bố của cái bà Lucy Flores á, chắc theo cái nhìn, từ cái góc nhìn của anh Duyên, chắc cũng không có ảnh hưởng gì đâu, là tại vì Joe Biden ổng đi tới đâu ai cũng biết cái cách mà cư xử của ổng đó rồi. Là mà ngay cả chính từ cái miệng của bà cũng chỉ là hôn ở trên đầu thôi, hôn ở trên tóc thôi, thì cái đó nó lại đúng là nó consistent, nó vào khớp với những cái việc mà ông Biden làm từ trước tới bây giờ. Thành ra qua cái cung đó, cách đó, chắc cái điều này nó nhẹ thôi. Còn cái việc mà ông Joe Biden có thắng được ở cái primary, có nghĩa là cái vòng sơ bộ trong đảng Dân Chủ, có thắng được hay không, thì chắc là do những cái yếu tố khác, chứ còn những cái yếu tố mà gọi là hôn trên tóc này nọ đó thì chả có ăn thua gì đâu. Rồi chỉ có một cái điều là khi mà đi vào cái vòng mà sau khi mà thắng ở bên cái sơ bộ rồi đó, thì nhân vật Joe Biden là một nhân vật đàng hoàng, tốt, có tư cách, nhưng mà có đủ lửa để mà lôi cuốn những cái lá phiếu của cái giới trẻ bây giờ để mà thắng Donald Trump hay không, cái đó mình chưa biết. Mình chỉ thấy cái những cái hiện tượng gần đây đó, mình nói chung cả nước Mỹ chứ mình không có nói Dân Chủ hay Cộng Hòa đó, thì cái luồng sống trẻ đó, những cái người như là bà OAC, cái bà Ocasio-Cortez ở bên New York, bà chỉ là dân biểu thôi, lần này bà không có tranh cử, hoặc là cái ông Buttigieg, cái ông thị trưởng ở bên Indiana đó, đó là những cái người trẻ, họ đưa cái luồng gió mới, họ đưa cái sức sống mới, và họ đưa cái trong sạch tự nhiên đi vào trong cái chính trị của Washington đó. Cái đó nó quá hay. Ocasio-Cortez chẳng hạn, bà là dân biểu, bà là cái người dân ở trong một cái khu phố nghèo ở Bronx ở New York, vậy mà khi bà đi tới đó, bà quậy nát cái không khí chính trị của Washington. Trong khi đó thì Donald Trump tuyên bố ngon lành lắm, sẽ drain the swamp, sẽ tháo cạn đầm lầy, mà tới chừng vô chính cái nội các của mình nữa là một cái lũ bùn lầy, nghĩa là kinh hoàng thối tha ở trong cái tòa Bạch Ốc. Thành ra không có ai tin vào những cái nhóm đó nữa hết á. Yes, 30% cuồng Trump xin tiếp tục cứ cuồng. Còn trái lại, mình nhìn lại cái luồng gió chính trị mới, thì là mình cái mà tôi không có nghĩ là đi cái đường dài đó, ông Joe Biden sẽ qua được những cái người như là ông Buttigieg này nọ đó, hay là những cái ông governor của bên tiểu bang New York đó, ông Inslee đó. Đó là những cái luồng gió nó khác đi. Thành ra mình chờ xem như thế nào. Hồi nãy Lê Ngọc có nói về ứng cử viên O'Rourke của từ New York, từ Texas đó, thì ông này có được con cái là thấy cái lửa, thấy cái sức sống, nhưng mà khi đụng vào những cái cuộc đối thoại mà nó đi vào trong những cái issue thật sự đó, về vấn đề healthcare, về vấn đề tiền lương, công ăn, việc làm, kinh tế, cái cách biệt giàu nghèo vân vân đó, thì ông ấy không có dứt khoát và rõ ràng theo như là cái ông mayor của tiểu bang Indiana đó, cái ông của tôi, thành phố South Bend mà, thì ông không có so được với cái ông Buttigieg. Những cái cuộc mà tranh biện kế tiếp đó thì dần dần mà những cái ngôi sao mà nó sẽ từ từ nó sẽ rộ lên để mình biết là cái thế đứng của những cái người chính trị lão thành như là ông Joe Biden hay là cái giới trẻ, cái giới nào sẽ chinh phục được cái lá phiếu của người Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc.